Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật pháp rộng sâu rất nhiệm màu, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu. Con đang nghe thấy chuyên trì tụng nguyện tỏ Như Lai nguyện nhiệm màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Số 744. Phật thuyết trừ khủng tai hoạn kinh, Hán dịch đời tận Sa môn Thích Thánh Kiên. Tôi nghe như vậy. Một thời Đức Phật cùng với bốn bộ chúng đệ tử vô hóa ở Tinh Xá Trúc Lâm thuộc thành Phương Xá thuyết giảng về diệu pháp tối thượng. Bây giờ nước Tỳ Xá Ly bị hung khí dịch bệnh lan tràn mạnh mẽ như lửa cháy hừng hực, gây nên cảnh chết chóc vô số, không chỗ quay về, không còn cách cứu chữa. Quốc vương, đại thần, trưởng giả, cư sĩ Bà La Môn tập hợp luận bàn. Đất nước gặp tai họa, phải chăng do yêu tà phá hoại, dịch hỏa thiêu cháy, chết chóc vô số, phải bàn luận thế nào, tìm phương pháp gì để trừ tai họa? Bà La Môn tấu trình nên lập đàn chẩn cúng tế ở các cửa thành. Có người bàn nên lập đàn cúng tế lớn ở đầu các ngã tư đường trong thành để tống khứ các độc khí. Hoặc có người nói nên dùng ngựa trắng, lạc đà trắng, trâu trắng, dê trắng, gà trắng, chó trắng. Tất cả phải đủ số 100 con để cúng tế nhằm trấn áp, giải trừ và tống khứ tai họa này đi. Lúc ấy ở trong chúng hội có trưởng giả Tài Minh giữ gìn năm giới cấm của Phật, thực hành 10 điều thiện, là vị Ưu Bà Tát đã chứng đến bậc Tu Đà Hoàn kiến nghị: xin nghe lời tôi nói, đất nước gặp tai họa chết chóc vô số. Theo như lời các ông bạn, chiếc hạ sinh vật được của bạn sống đâu được như thế, bởi vì đất nước làm việc bất thiện nên biết gặp tai ách này, phải dùng phương cách lấy thiện trừ ác thì vĩnh viễn không còn chịu khổ nữa. Nếu như ngược lại làm hại để cầu an thì suốt đời chịu khổ, không có lúc nào thoát khỏi. Bây giờ chúng hội hỏi Tài Minh phải làm bằng cách nào. Tài Minh đáp: ở đời có đấng tôn sư làm thầy của trời người trong 3.000 thế giới, thương yêu chúng sinh, che chở tất cả, được xưng danh hiệu là Phật, vượt thoát ra cõi. Nếu có thể thỉnh ngài quan lâm đến nước ta thì tai họa này có thể giải trừ. Đại chúng nghe nói đều đồng ý với kiến nghị ấy, ai cũng khen hay. Tài Minh lại nói: trong vô số kiếp Đức Phật đã tu 6 pháp ba la mật bố thí vô hạn, như quốc thành, tài bảo, voi ngựa, xe cộ, đầu mắt, tủy não, thân thể, vợ con, địa giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, mỗi lần sinh ra là tự rèn luyện mình, không thể tính kể được, vì mong cầu Phật đạo, không vì thân mình, chỉ vì chúng sinh cứu tế nguy ấp, tiêu trừ các tai họa, sinh già bệnh chết, cho các khổ địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Nay đã thành Phật, Đức Phật tuần theo bản nguyện, cứu tế khắp nơi, trao thuốc cam lồ, tiêu trừ các tai họa, khổ độc của chúng sinh cho đời nay, đời sau được an ổn lâu dài. Chúng người đều nói: như ông đã nói, thật là điều rất vui mừng. Đức Phật ở tại thành Vương Xá, do xà thế cùng nước ấy đều hiềm nghi, đâu muốn thỉnh Phật đi đến nơi này. Hoặc có người nói, phải thỉnh Phật đến. Đức Quái Tài Minh nói: Đức Phật xuất hiện ở đời, cứu khổ cho chúng sinh, giống như hư không, không có chướng ngại, vậy ai có thể ngăn cản? Là giống như ánh sáng mặt trời, nuôi dưỡng mầm mống của vạn vật, Đức Phật thương xót, nơi nào gặp phải tai ách, quyết chắc sẽ đến, không có nghi ngờ. Tuy nhiên, Phật sai sứ giả hiến cúng trân bảo, dùng lời nói hòa nhã đến chỗ Du A Xà Thế. Đặc biệt người ấy phải quy y Phật làm, tuy tâm hiềm nghi nhưng bỏ mạng sống cho đau khổ, nên phải tinh sứ, trọng hiền, hiến dân cho báu, nói lời nhu duyến thì mọi việc đều bình yên. Từ xưa đến nay, nước láng giềng bất hòa trở lại xâm lăng đều nhờ sứ giả sáng suốt, đem cho báu hiến cúng, dùng lời nói từ tốn, kính nhường mà được hòa giải. Mọi người đều cùng bàn luận, suy nghĩ xem ai đảm nhiệm làm sứ giả. Bây giờ trong đại chúng, quốc vương, đại thần, trưởng giả, cư sĩ đều đồng ý nói: chỉ có Thiện Nam, trưởng giả Tài Minh là đệ tử Phật có thể làm sứ giả đi thỉnh Phật. Vì sao? Vì ở trước chúng hội, ông đã đưa ra sáng kiến bàn luận thỉnh Phật. Họ liền bảo Tài Minh: chỉ có ông mới có thể đi đến nước Vương Xá bàn luận với vua cầu thỉnh Phật đến. Bây giờ Tài Minh lệnh lấy sứ mạng lên đường. Lúc ấy đại chúng đều trở về chỗ ngồi, hướng về phía Phật chắp tay quỳ lạy, năm phóng sát đất đảnh lễ Thế Tôn, rồi bảo Tài Minh: Phật Thiên Trung Thiên từ bi hỷ xả, gia hộ cho chúng sinh, xin Phật thương xót. Đất nước đang gặp tai họa lớn, bệnh tật chết chóc như lửa cháy dữ dội ở đồng trống, thiêu cháy cỏ cây khắp nơi, đang gặp nguy hiểm. May mắn thay, gặp Đức Thế Tôn như tối tâm cầu ánh sáng, lạnh gặp ánh mặt trời, khát nóng uống nước mát, bệnh tật gặp thầy thuốc hay. Như người mê tìm cầu đạo, nguyện xin Đức Thế Tôn đủ lòng thương cứu độ, trao pháp cam lồ cứu sống muôn loài. Bây giờ Tài Minh vâng lệnh làm sứ giả đến La Dược Kỳ.
vượt qua các nẻo đường đến thành Vương Xá. Đến nơi, Tài Minh nhờ người dân thư, nhà vua xuất hiện. Tài Minh thưa: Tâu đại vương, khanh phụng mệnh làm sứ giả đến nước này. Trước đây vì bất hòa có nhiều sự hiềm kết nên trước tiên đến đây mong trừ bỏ sự bất hòa để cho muôn dân đều được yên ổn. Đức Phật xuất hiện ở đời với lòng từ bi bao trùm khắp tất cả. Đất nước chúng tôi đang có tai họa lớn, do đó khanh phụng mệnh đến thỉnh Phật, xin nguyện đại vương khuyên Phật quan lâm đến nước này. Hèn này kêu lấy tai nạn, trong mong ngài giúp đỡ. Nhà vua im lặng suy nghĩ: Tôi muốn giữ Đức Phật ở lại, không đi khỏi nước ta. Không có lý nào như vậy, chẳng phải dựa vào sức ta mà có thể ngăn cản được. Đức Phật đem tâm đại bi bao trùm khắp mười phương, xem sự thương ghét đời bình đẳng, dùng sự cứu độ làm sự nghiệp. Vì thế nên không thể giữ ở lại được. Do vậy, vua liền bảo Tài Minh, khanh có thể đến chỗ Phật trình bày vận mệnh của đất nước mình. Lúc ấy Tài Minh tạ từ rồi đi đến Tinh Xá Trúc Lâm gặp Phật. Vừa đến nơi, ông cúi đầu đảnh lễ, nắm bóc sát đất, đi vòng quanh bên phải 3 vòng, quỳ gối chắp tay bạch Phật: Bạch Thế Tôn, quốc vương đại thần trưởng giả cư sĩ nước Tỳ Xá Ly đều hướng đến lễ Phật, xin nguyện đấng thiên trung thiên trải lòng từ bi khắp cho chúng sinh đều được cứu độ. Đất nước chúng con gặp phải tai ách, xin nguyện Thế Tôn từ bi thương xót phóng quang cứu độ chúng sinh thoát khỏi tai ách. Đức Phật im lặng nhận lời. Tài Minh thấy Đức Phật nhận lời thỉnh cầu hoan hỷ vô cùng. Bây giờ các vị thiện thần, trời đồng quỷ thần ở thành Vương Xá biết Đức Phật nhận lời thỉnh cầu sẽ đến nước kia đều rất xao động, đau lòng, đau buồn, không vui, liền hiện thân khắp chốn bảo vua A Xà Thế: Vì sao đại vương an nhiên không sầu? Không bao lâu nữa chúng ta sẽ lìa xa Phật, giống như trẻ nhỏ mất cha mất mẹ, giống như đi trên đường trống mênh mông mất hết nước uống, vỉ như giá rét mất hết xiêm y. Nay Đức Phật ra đi, đất nước mất chỗ cậy nhờ cũng giống như vậy. Chưa nghe các vị thần giáng xuống lời nói lời này rồi, lòng rất đau xót, sầu khổ vô cùng, nên im lặng suy nghĩ: Chúng sinh ngu muội, tâm tánh ô trược, nay lìa xa Thế Tôn, làm sao lại có thể là có được trí tuệ sáng suốt, mà giữa tâm tánh thuần thiện thanh cao? Ai sẽ giải tỏa các phiền não lầm lỗi nghiệp đời trước đã gây tạo? Ai chỉ dạy diệt trừ tất cả chúng sinh xem thường tội lỗi? Chúng ta từ lâu đã ở trong lao ngục sinh tử, đóng bít cửa ngõ. Ai sẽ dùng chìa khóa chánh pháp mở lao ngục sinh tử? Chúng ta đã phủ đầy lớp bụi bặm phiền não, như sức nóng của mặt trời rang nướng thì làm sao lại được? Giáo pháp mát mẻ tuần tuế như minh châu của Đức Thế Tôn soi sáng, để tiêu trừ ngọn lửa đang bốc cháy. Vua liền ra lệnh chuẩn bị xa giá, đi đến chỗ Phật đảnh lễ dưới chân Phật, đi vòng quanh bên phải 3 vòng, rồi lui về chỗ ngồi. Lúc ấy Đức Phật thuyết pháp để giáo hóa nhà vua. Đức Phật nói về 3 giai đoạn ban đầu, ở giữa và sau cùng đều là thánh thiện. Nhờ vậy 3 nghiệp thân miệng ý của nhà vua trở nên thanh tịnh vi diệu, tâm vô cùng hoan hỷ. Nó chắp tay bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nước Tỳ Xá Ly xa xứ giả thỉnh Phật, Thế Tôn đã nhận lời đến đó. Lòng con rất đau buồn, không có cách gì giữ Thế Tôn lại. Xin Thế Tôn rủ lòng thương xót nhận lời thỉnh cầu của kẻ hèn này ở lại trong cung 3 tháng. Phật bảo chúng sinh đau khổ đáng thương, nếu ở đây 3 tháng thì lúc nào sẽ cứu khổ cung cấp cho chúng sinh? Đã vô số kiếp ta chịu khổ để cầu đạo là vì các chúng sinh, nguyện cầu thành Phật dùng thuốc cam lộ ban cho chúng sinh, nay nguyện đại thành. Bây giờ có người điều chế thuốc hay muốn cứu chữa mọi bệnh tật, nhưng khi gặp phải người bệnh lại làm trái bản nguyện, không chịu cho thuốc, tức chẳng phải lương y. Nếu bên bờ sông thấy người bị trôi mà không cứu vớt thì chẳng phải hiền nhân. Nếu ở đồng trống thấy người lạc đường không chỉ dẫn đường thì chẳng phải người hiền. Ta dùng đại bi thương xót tất cả chúng sinh, nên du hóa khắp các nước, huyện, ấp, thôn, xóm để cứu chúng sinh đau khổ, trao thuốc cam lộ, làm cho người không nương tựa thì được nương tựa, người không quy y thì được quy y. Nhà vua lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, xin Thế Tôn thương xót nhận lời ở lại 2 tháng. Đức Phật vẫn không nhận lời. Nhà vua lại quỳ gối chắp tay, rơi lệ tha thiết cầu khẩn bạch Phật: Bạch Thế Tôn, mạng người có bảo tồn, giống như thắp đèn ngoài đồng trống, gặp gió vô thường chốc lát liền tắt, nay cách xa Phật thì lúc nào chúng con sẽ được chiêm ngưỡng tôn nhang? Hạnh phúc thay cho chúng con, xin ngài hứa ở lại 2 tháng. Đức Phật không nhận lời. Nhà vua liền lạy xuống dưới chân Phật thưa: Bạch Thế Tôn, xin Thế Tôn mở lòng đại từ bi cùng với chúng đệ tử hứa ở lại 1 tháng. Đức Thế Tôn không đành lòng, liền nhận lời. Vua liền đứng dậy, vui lòng cung kính đi nhiễu Phật 3 vòng rồi đảnh lễ tạ từ. Trở về cung, nhà vua ra lệnh nhà bếp làm đủ 100 món thức ăn thơm ngon hạng hạng, hương vị ít có.
Trong cung luôn bố thí tràn phan bảo cái lụa là năm màu, giường ghế bảy báu, đồ nằm mềm mại, quét dọn sửa soạn, dùng nước hương rưới trên mặt đất, hoàn tất mọi việc. Sáng sớm ngày mai đúng giờ, nhà vua đến chánh điện đảnh lễ Đức Thế Tôn, song hương quỳ lại bạch Phật: xin đấng thiên trung thiên biết thời, nguyện cùng đại chúng xoay chuyển thần quan đến trong cung dùng bữa cơm thô sơ. Lúc ấy Đức Thế Tôn bảo các đệ tử đáp y ôm bác đến nơi vua thỉnh. Khi Phật và thánh chúng vừa mới đến, nhà vua ra tận ngoài cửa cung với hương hoa âm nhạc nên đón Phật cùng thánh chúng vào đúng chỗ ngồi. Vua tự dâng nước và trăm món thức ăn thơm ngon tinh khiết, khắp đại chúng đều bình đẳng như nhau, ngày ngày cúng dường các thứ cần dùng, ăn uống đồ nằm thuốc men. Nhà vua ra lệnh cho ngoài cung sửa sang đường xá, trồng bảy hàng cây từ đường lộ cho đến sông nước, sắm sửa màn che, giường nằm, tòa ngồi đều được trang trí cờ lọng giống như con đường ở cõi trời, là làm 500 lọng bằng 7 báu. Nước Tỳ Xá Lê nghe Phật sắp đến cũng sang bằng các đường, trồng bảy hàng cây, dùng màn che trên giường tòa. Quốc vương, đại thần, tưởng giả, cư sĩ đều theo đại chúng đi sang hương xá nghênh đón Phật. Một tháng đã qua, Đức Phật cùng thánh chúng ra khỏi cung lên đường. Vua cùng dân chúng dùng hương hoa tung trải cúng dường Phật, hoa rải phủ khắp mặt đất. Đại chúng phân tập như nước mùa thu mênh mông giữa biển cả. Nhà vua đem ngọc minh nguyệt lọng báu dâng lên cúng dường cho mắt Thế Tôn. Đức Phật cùng đại chúng theo hướng mà đi đến bên bờ sông. Vua cúng dường Phật 500 lọng bảy báu. Lòng vương ở biển cũng cúng dường Phật 500 lọng bảy báu. Các loài rồng cũng đều cúng dường Phật 500 lọng bảy báu. Các quái trời Đế Thích cũng dẫn chúng chư thiên cúng dường Phật 500 lọng bảy báu. Dân chúng Tỳ Xá Ly nên đón Phật với đồ trang sức rất đẹp đẽ: ngựa xanh, xe xanh, lòng xanh, phướng xanh. Đồ trang sức đều xanh, ngựa đỏ, xe đỏ, đồ trang sức đều đỏ. Ngựa vàng, xe vàng, đồ trang sức đều vàng. Ngựa trắng, xe trắng, đồ trang sức đều trắng. Ngựa đen, xe đen, đồ trang sức đều đen. Các màu sắc rất đặc biệt nối tiếp nhau vô số. Nhìn thấy từ xa, Đức Phật bảo các đệ tử: muốn biết thiên đế du hành thì xem ơn nghi như vậy. Nước Tỳ Xá Ly đem 500 lọng bảy báu đến chỗ Phật để nghênh đón. Khi đến nơi, họ liền bạch Phật: Phật thiên trung thiên dùng lọng báu che mát thế gian, sẽ Thế Tôn nhận vật cúng dường này. Đức Phật nhận lấy rồi lưu lại một cái. Lúc ấy đại chúng thắc mắc không hiểu đời trước Thế Tôn hành thiện tích đức gì mà này được phước báo này. Rồng biển, rồng sông, trời Đau Lợi, nước Tỳ Xá Ly, vua La Duyệt Kỳ đều cúng dường lọng bảy báu. Cùng lúc đến Vân Tập, và lại không hiểu vì sao Đức Phật lưu lại một cái lọng báu. Biết chúng hoài nghi, Tôn giả A Nan quỳ vào tay bạch Phật, bạch Thế Tôn: đại chúng đều hoài nghi, hôm nay do đâu mà có 2.500 lọng bảy báu cùng lúc đem đến cúng dường Thế Tôn? Là do phước báo là việc thiện ở đời trước chăng, hay là do phước đức hiện tại? Xin nguyện Thế Tôn giải quyết lòng nghi cho đại chúng. Đức Phật bảo Tôn giả A Nan: này A Nan, hãy lắng lòng nghe, bây giờ Thế Tôn sẽ giải quyết sự thắc mắc của đại chúng. Vô số kiếp về quá khứ, có chuyện Lô Thánh Vương tên là Ma Điều làm chủ bốn cõi. Vua có ngàn người con và bảy báu luôn theo bên mình. Người con út thấy lọng bảy báu hầu bên vua, trở về hỏi mẹ: lúc nào con sẽ được lọng báu hầu bên mình? Mẹ đáp: này Hài Nhi, trong ngàn người con của vua, con là người nhỏ nhất. Nếu không có đại vương thì thái tử thừa tự. Nếu thái tử băng hà thì người kế tiếp sẽ thừa tự. Lần lượt 1.000 người nối dõi như vậy, đến lúc con già yếu cũng chưa mong được lọng báu. Lại hỏi: không có mong được lọng báu chăng? Con nghe chết rồi hình hài sẽ hư hoại, song phước nghiệp đời trước luôn theo mình nên lòng rất lo sợ. Tuy nhiên con người sinh ra ở đời tất phải có chết, vậy xin mẹ cho phép con xuất gia học đạo. Người mẹ rất thương con, nếu không muốn làm ra ý nguyện của con, liền bảo: mẹ cho phép con xuất gia, nhưng với một điều kiện, sau khi thành đạo rồi con phải trở về thăm mẹ. Đáp: con xin vâng theo lời mẹ, lúc thành đạo con sẽ trở về. Người con đi vào rừng rậm, cài bỏ râu tóc, mặc pháp phục, ở chỗ thanh vắng tu hành, tinh tấn không lười biếng, dứt hết phiền não, thành bậc duyên giác. Sau đó vị này du hành các nước, huyện, ấp, thôn, xóm, cứu độ chúng sinh, gieo trồng căn lành. Chợt nhớ lời mẹ dạy, liền bay lên hư không giống như chim nhạn chúa, trở về nước mình, vào cung gặp mẹ. Khi ấy mọi người lớn nhỏ trong cung, các thần thông của đạo sĩ đều rất vui mừng. 84.000 thệ nữ ở cung vua thỉnh ngài ở lại. Đạo sĩ nhân từ không làm trái sự thỉnh cầu, liền nhận lời của họ. Các thệ nữ làm nhà tranh ở vườn sau cung, rồi ở trong đó đêm cung điện cúng dường, cùng với y phục, giường nệm, thuốc thang cần dùng, và sáng tối lễ bái.
tất cả các gian trai tráng rồi cũng già đi, khỏe mạnh rồi cũng bệnh tật, sinh đều phải chết lúc ấy ở vườn cung vua. Bích Chi Phật sẽ bỏ thân mạng. Các thầy nữ trong cung dùng củi dầu hương hoa để trợ tỳ làm lễ cúng dường, thâu lấy xá lợi xây tháp, sớm tối lễ bái và thường xuyên đốt đèn song hương. Bây giờ đại thiên vương tuần du khắp bốn cõi, trở về đến sau vườn thấy có tháp này liền quay lại hỏi cẩn thận: giờ đâu có tháp này? Thầy nữ đáp: đây là người con nhỏ nhất của thánh vương xuất gia học đạo, viên tịch ở đây nên xây tháp này. Nhà du hỏi: là con của ai, vì sao xuất gia? Liền gọi người mẹ đến rồi hỏi: là con của Ái Khanh. Đáp: tâu đại vương, đúng là con của thần tiết. Vì sao xuất gia học đạo? Trước đây Hà Nhi thấy đại vương đi tuần du, liền về hỏi lòng bảo báu của phụ vương, không biết lúc nào con có được nó. Thân thiếp trả lời: thái tử là người nối dõi thừa tự thánh vương, lần lượt truyền qua 1.000 người kế vị, đến lúc con già yếu cũng không có hy vọng được lòng báu. Hà Nhi thưa với thần thiếp: đau buồn thay, con rất sợ chết, xin mẹ cho con xuất gia. Thiếp liền cho phép, đến khi thành đạo, thần thiếp và mọi người thỉnh ở trong cung cúng dường, đến lúc qua đời mới xây tháp này. Nhà vua hỏi: vì lòng báu nên Hài Nhi xuất gia thành đạo? Đáp: tâu đại vương, đúng vậy. Nhà vua thương xót người con mình không có được lòng báu nên xuất gia học đạo, đến lúc mạng chung, lúc sống không có được lòng báu, nên nay vua liền dùng lòng báu đem che trên tháp. Do đó nhà vua phát nguyện nên đem lòng báu này che tháp bậc đắc đạo, gia phước báo ấy nguyện thành Phật đạo, cứu độ chúng sinh thoát khỏi sinh già bệnh chết. Nhà vua lo sợ khi biết rõ thế gian vô thường, không sao thoát khỏi cái chết, nên liền lập thái tử kế tự. Vua bỏ lại 4 cõi nước 74.000 người con, 84.000 hậu cung thể nữ, rồi cạo bỏ râu tóc làm bậc sa môn ở chỗ Thanh Ván học đạo, tu 4 tịnh hạnh từ bi hỷ xả. Nhờ vậy sau khi băng hà, nhà vua được sinh lên cõi trời. Bây giờ Đức Phật bảo đại chúng: ý các ông nghĩ sao? Vì vua ấy là người khác chăng? Vậy vua ấy không phải người nào khác mà chính là thân ta hiện nay. Lúc ấy ta dùng một cái lòng báo che trên tháp bậc duyên giác, do phước báo này bây giờ được làm chuyển luân vương trong vô số kiếp, được làm thiên vương hơn hết thế gian, thọ phước vô lượng. Nhờ phước của một cái lòng còn lại, ta được làm chuyển luân vương trong 2.500 năm và làm chủ 4 châu thiên hạ. Anh An lại hỏi: bà Thế Tôn, vì sao Thế Tôn không thọ nhận một cái lòng báo? Phật bảo: do trong một đời ta được phước làm chuyển luân vương, cho nên sợ bỏ một cái lòng báo. Nhờ phước báo bố thí này nên đời sau những người đệ tử, học sĩ, học nữ nghe pháp của ta đều được đầy đủ y phục, ẩm thực, giường nệm, thuốc thang. Quá khứ chư Phật lúc pháp diệt tận, có người học đạo nào hoặc vì sợ hãi hoặc vì nghèo khó không được học đạo trong thời mạt pháp, mạt thế đó, thì nên ở trong giáo pháp của ta xuất gia học đạo, mặc pháp phục, tôn xưng Đức Phật làm thầy. Những người nuôi dưỡng vợ con này còn được người đời cúng dường, huống nữa là người có tấn tu tập phụng trì cấm giới, giữ gìn tịnh hạnh cho đến lúc pháp của ta diệt tận mà không được cúng dường chăng? Khi ở vua nước La Dược Kỳ truyền lệnh cho dân chúng làm cầu trên sông để Đức Phật và thánh chúng vượt cầu sang sông, vua nước Tỳ Xá Ly cũng làm cầu cứu Phật đi qua. Các loài rồng ở dưới nước theo thứ tự nối đuôi nhau làm thành cầu thỉnh Phật qua sông. Bây giờ Đức Phật suy nghĩ: nếu ta sang sông bằng chiếc cầu của nước La Dược Kỳ làm, thì sợ nước Tỳ Xá Ly bị các loài rồng buồn lòng. Nếu ta sang sông bằng chiếc cầu của Tỳ Xá Ly làm, thì sợ vua A Xà Thế và các loài rồng buồn lòng. Nếu đi qua bằng cầu rồng thì sợ hai vua đều buồn. Đức Phật lại suy nghĩ: nay ta sẽ phân thân làm cho ba chiếc cầu đó đều có Phật đi qua. Đức Phật bước sang cầu, Vua A Xà Thế cùng với muôn ức chúng sinh tùy tùng đều dùng hương hoa trân bảo âm nhạc cúng dường Đức Phật và thánh chúng. Vua cùng các quần thần và tất cả đại chúng nhiều đến muôn ức đều đảnh lễ Phật, năm vóc sát đất, sám hối lỗi lầm, buồn ngùi tiễn Phật. Đức Phật hiện thần thông làm cho ở trên hai chiếc cầu của vua Tỳ Xá Ly và của loài rồng đều có Phật cùng thánh chúng, trời rồng, quỷ thần vượt qua sông. Vua nước Vương Xá, vua Tỳ Xá Ly và các loài rồng đều tự thấy trên chiếc cầu mình làm có Đức Phật cùng đại chúng đi qua. Mọi người đều không biết được Đức Phật lại ở trên chiếc cầu khác, chỉ thấy Phật lên cầu mình sang sông. Đức Phật vừa sang đến bờ bên kia liền thấy trong thân của 84.000 ngạ quỷ bốc ra khói lửa.
Bây giờ trong chúng có vị chư đắc đạo, thế ngọn lửa này đều khiếp hại. Lửa gì mà dữ dội vậy? Giống như một núi lửa. Họ thấy ngọn lửa lớn này, có người đến gần lửa, có người tránh xa lửa. Tôn giả A Nan biết được tâm niệm của mọi người, liền quỳ gối, chắp tay bạch Phật. Bạch Thế Tôn, bậc thiên trung thiên, chí tôn chí kính, từ cõi trời cho đến thế gian, Thế Tôn là bậc vương quý nhất tất cả chúng sinh, thế ngọn lửa này đều rất sợ hãi. Đây là lửa gì? Xin Phật nói rõ. Nhưng ngọn lửa này do chúng sinh biết. Phật bảo A Nan, những loài ngạ quỷ này đời trước không gặp Phật, không nghe pháp, không gặp tỳ kheo tăng, cũng không biết thế gian có tội phước nên sinh làm ngạ quỷ. Bởi vậy nên gặp Thế Tôn, chúng đều vội chạy đến lại sát xuống đất, quỳ gối chắp tay bạch Phật. Phật thiên trung thiên, đó chí tôn chí kính trong thế gian này. Phật thương yêu tất cả chúng sinh từ lớn chí bé, thậm chí ngay cả loài côn trùng. Phật là bậc cha mẹ của tất cả chúng sinh. Nay con đọa làm ngạ quỷ, xin Phật độ thoát cho con, vì con cũng như tất cả các loài chúng sinh khác. Đức Phật biết rõ nghiệp đời trước ngạ quỷ đã gieo trồng, nhưng vì tất cả chúng sinh nên hỏi ngạ quỷ: đời trước ngươi đã làm gì mà nay đọa vào loài ngạ quỷ? Ngạ quỷ thưa: trước đây tuy con gặp Phật chứ không biết có Phật, tuy gặp pháp mà không biết có pháp, tuy gặp tỳ kheo tăng mà không biết có tỳ kheo tăng. Con cũng không tạo phước và người khác đừng làm phước. Con thường nói làm phước có được phước gì, không làm phước mắc phải tội gì. Thấy người khác làm phước con thường cười chê, ngược lại thấy ai tạo tội con thường sinh tâm vui mừng. Phật hỏi ngạ quỷ: từ khi sinh làm ngạ quỷ đến nay đã trải qua bao nhiêu trăm năm? Ngạ quỷ đáp: con sinh trong loài ngạ quỷ đã 7 vạn năm. Phật hỏi ngạ quỷ: sống trong 7 vạn năm, người ăn uống những gì và làm gì để ăn uống? Ngạ quỷ thưa: đời trước con đã gieo trồng việc ác nên gặp ít được ít nước liền không thấy được. Còn đến sông ngòi biển cả thì bị quỷ tuần rồng la sát đuổi đi và nói: đời trước ngươi làm việc ác, nay vì sao đến gần sông biển này? Dù gặp lúc rồng phun mưa khắp trời đất, nước mưa vừa được thấm trên thân thì thành sỏi đá cát nóng, hoặc gầm gặp hầm lửa liền bị rơi vào. Phật hỏi ngạ quỷ: trong 7 vạn năm thức ăn uống từ đâu đem đến? Ngạ quỷ đáp: hoặc có cha mẹ bà con ở đời gọi tên chúng con. Có kẻ kẻ có tạo phước liền được một ít thức ăn, còn kẻ không tạo phước thì không được ăn uống. Ngạ quỷ chắp tay bạch Phật: bạch Thế Tôn, xin nay con đói khát cuối sinh, đức Phật thiên trung thiên thương xót tất cả chúng sinh, bây giờ con ban cho ngạ quỷ một ít thức ăn uống. Phật bảo A Nan lấy bát múc nước đem cho ngạ quỷ. A Nan liền cầm bát múc nước đem cho ngạ quỷ. Ngạ quỷ bạch Phật: bạch Thế Tôn, một bát nước này không cho không no đủ cho một người uống, chi cho chúng con có đủ 8 vạn 4 ngàn. Phật liền bảo ngạ quỷ: 8 vạn 4 ngàn ngạ quỷ, hãy đem bát nước ấy thành tâm dân cúng đức Phật cùng các đệ tử. 8 vạn 4 ngàn ngạ quỷ liền nhận lấy bát nước, quỳ xuống dân cúng và cùng nhau thưa: do đời trước con không bố thí nên phải sinh vào loài ngạ quỷ, nay con không có gì, chỉ đem bát nước này dân cúng đức Phật và các đệ tử, hãy cho ngạ quỷ chúng con như con lúc này mà được xa lìa 3 đường ác, sau sinh ra được gặp Thế Tôn. Ngạ quỷ dâng nước cho Tôn giả A Nan dâng nước lên đức Phật. Đức Phật thưởng thức một hớp rồi chuyển sang cho 1250 đệ tử, mỗi vị đều thưởng thức một hớp. Khi ấy Đức Phật bảo ngạ quỷ: bây giờ các ngươi có thể đi vào sông biển để uống nước và tắm rửa. Tuy nhiên khi các ngạ quỷ đến thì loài rồng và quỷ thần đều ngăn cản không cho uống nước và tắm rửa. Đức Phật hỏi các quỷ thần và loài rồng: nước nhiều vô cực vì sao lý tiếc? Loài rồng và quỷ thần thưa: chúng con không tiếc nước này chỉ vì ngạ quỷ không sạch. Phật bảo: từ vô số kiếp đến nay các ngươi cũng đã làm thân ngạ quỷ, nước thì nhiều vô cực mà các ngươi luyến tiếc nên đời sau phải làm thân này. Bọn chúng cho kêu kiệt nên xin làm ngạ quỷ. Loài rồng cùng quỷ thần nghe lời Phật dạy đều trở về biển, cho phép các ngạ quỷ tự cho uống nước tắm rửa. Ngạ quỷ uống nước no đủ, tắm rửa xong trở về đi vòng quanh Phật 3 vòng rồi lãnh lễ chắp tay bạch Phật: bạch đấng thiên trung thiên, Phật là bậc tôn sư biết rõ quá khứ và tương lai, vậy cuối sinh Phật bảo chúng cho chúng con biết khi nào chúng con mới thoát khỏi thân ngạ quỷ này. Phật dạy đời sau, lúc Phật Di Lặc xuất hiện, con người sống đến 8 vạn 4 ngàn năm, sau khi mạng sống đã tận, các ngạ quỷ này nhờ cúng dường một bát nước nên được làm thân người, đều đắc quả A La Hán. Để chúng nghe Đức Phật dạy về công đức của người bố thí, đều đắc đạo chánh chân. Tất cả ngạ quỷ đi vòng quanh Đức Phật 3 vòng, đảnh lễ rồi lui ra. Vua cùng quần thần, trưởng giả, cư sĩ và vô số dân chúng nước Tỳ Xá Lợi đảnh lễ dưới chân Phật. Nam Bốc Xác Đốt xin quy y Tam Bảo,
rồi dùng hương hoa âm nhạc bạo cái tràng vang nghênh đón Phật. Những người ấy rải hoa phủ khắp mặt đất, ngày ngày họ đều đi đến cung thành để cúng dường Đức Phật cùng thánh chúng. Rải trời đồng quỷ thần cũng đều đi đến cửa thành. Phật dùng tay phước tướng kim sắc chạm vào chốt cửa thành, dùng 8 loại tiếng phạn âm thanh tịnh mà nói kệ: tất cả loài chúng sinh ở trong cõi giới này, đi đứng trên mặt đất và ở trong hư không, từ bi với chúng sinh, khi chúng được an lạc, ngày đêm thường tinh tấn phụng hành các thiện pháp. Đức Phật nói kệ xong, 6 cõi đều chấn động mạnh. Phật liền đi vào thành, là quỷ thần trên không trung bay lên hư không, rồi giải tán quỷ thần ở mặt đất tranh nhau vượt thành ra ngoài. Đối trong thành, các thứ bất tịnh ô uế ẩn xuống mặt đất, hầm hố sông ngòi, các chỗ cao thấp đều bằng phẳng. Người đuôi được thấy, kẻ điếc được nghe, người câm nói được, người ngoẹ đi được, người điên được tỉnh táo, người bệnh được lành mạnh. Các loài súc vật như voi, ngựa, bò đều trở nên thương yêu lẫn nhau. Các loại nhạc cụ có lấn từ vang âm thanh hòa hợp. Cái thứ chuỗi ngọc của phụ nữ chạm nhau vang lên âm thanh vi diệu. Các loại bình lọ tự nhiên phát ra âm thanh nhu nhuyễn hài hòa, diễn pháp âm vi diệu. Quả báu ẩn trong mặt đất tự nhiên xuất hiện. Tất cả chúng sinh giống như gặp trời thời nóng khát, được nước mát mẻ, tắm rửa, uống nước, ăn ngủ nghỉ ngơi. Cũng như vậy, tất cả các bệnh tật trong thành đều được thoát khỏi. Phật cùng đại chúng đi ra ngoài thành, rủ lòng đại bi muốn cho thành đều chú nguyện diễn thuyết diệu pháp, diệt trừ tai diệt tai ách, đạt được sự an lành, diệt trừ tai họa, bệnh dịch, cả nước đều được bình an. Bây giờ tại Minh Đạnh Đệ dưới chân Phật rồi quỳ xuống chắp tay thưa: Bà Thế Tôn, xin Thế Tôn đủ lòng từ bi với tất cả chúng sinh. Sáng ngày mai của đại chúng quan lâm đến nhà con dùng bữa cơm đạm bạc. Đức Phật im lặng nhận lời, cả nên vô cùng vui mừng. Tôi quên bên phải ba vòng đảnh lễ Phật rồi lui ra. Sau khi trở về nhà, ông bày biện trăm món ăn nước uống thơm ngon tinh khiết, sắc đẹp vị ngon. Trong nhà được trang trí lộng lụa, tràng phan, giường tọa đẹp đẽ, đài nước hương trên mặt đất đốt trầm tung hoa bày biện để cúng dường. Tại Minh liền đến chỗ Đức Phật xong hương quỳ gối thưa: Bạch Thế Tôn, đã đến giờ xin Thế Tôn giáng thần quan lâm. Bây giờ Đức Thế Tôn dạy các đệ tử đắp y ôm bát đi đến nhà trưởng giả Tài Minh thọ thực. Đến nơi, Tài Minh cung kính đón trước đại hương hoa, tối nhạc tỉnh và vào nhà Đức Phật cùng thánh chúng theo thứ tự vào chỗ ngồi. Với Tài Minh cầm bình vàng, cúi mình dâng nước rửa, rồi tự tay dâng cúng thức ăn theo thứ tự bên dưới đều bình đẳng. Sau khi Đức Tôn Sư và thánh chúng thọ thực xong, Tài Minh lại bưng nước ra cho dư vị tráng bát và uống nước. Vừa uống rồi ôm chấp tay bạch Phật: Bạch Thế Tôn, xin Thế Tôn rủ lòng từ bi nhận lời tình cầu ở lại nhà con thọ thực 3 ngày nữa. Đức Phật im lặng nhận lời. Lúc ấy Tài Minh cúng dường Phật và chúng tăng các món ăn thơm ngon tinh khiết như ngày đầu. 4 ngày đã trôi qua, Tài Minh đem tấm dạ kim sắc giá trị 10 vạn tiền dân cúng Thế Tôn, dùng tấm dạ giá trị 9 tiền vạn dân cúng thường tọa kế tiếp. Lần lượt như vậy cho đến vị nhà nhất được dân cúng tấm dạ giá trị 1 vạn. Phật dân trường nhã đi đến giờ đảnh lễ, vừa có chấp tay bạch Phật: Xin nguyện đấng thiên trung thiên từ bi thương xót chúng sinh, lưu lại thần quan nhận lời thỉnh cầu của tiện nữ ở đây thêm 4 ngày. Đức Phật im lặng nhận lời. Nhưng cũng dường các món ăn thơm ngon tinh khiết từ ngày đầu cho đến ngày cuối đều như nhau, đã qua 4 ngày, là dùng tấm dạ giá trị 10 vạn tiền dân cúng Thế Tôn, cái đến là tấm dạ 9 vạn. Vì giờ nhất được dân cúng tấm dạ giá trị 1 vạn. Khế con của Tài Minh đi đến chỗ Phật vừa có chấp tay thưa: Bạch Thế Tôn, Thế Tôn đã nhận lời cha mẹ con ở lại thọ thực mỗi vị 4 ngày. Xin Thế Tôn gửi lòng từ bi thương xót lời thỉnh của con ở lại 4 ngày. Thế Phật cũng nhận lời. Trong 4 ngày, con của trường giả cung kính cúng dường các con ăn hảo hàng, giống như cha mẹ người con dùng tấm dạ giá trị 10 vạn dân cúng Thế Tôn. Vì kế tiếp được cúng tấm dạ giá trị 9 vạn, thì nhất được dân cúng tấm dạ giá trị 1 vạn. Giờ của người con là quỳ gối bạch Phật. Mà Thế Tôn đã mở đồng lòng từ bi thọ nhận sự cúng dường của cha mẹ chồng và chồng con. Sự Thế Tôn cũng chấp nhận cho con được cúng dường 4 ngày như vậy. Đức Phật cũng nhận lời. Con dâu trượng giả bày biện các món ăn hảo hạng như trước cho đến 4 ngày. Cũng dùng tấm dạ kim sắc giá trị 10 vạn tiền dân cúng Đức Phật. Vì kế đến được cúng tấm dạ giá trị 9 vạn tiền. Vì nhỏ nhất được dân cúng tấm dạ giá trị 1 vạn. Cúng dường xong, cả nhà từ lớn đến nhỏ đều ngồi trước Đức Phật lãnh thọ lệnh dạy bảo. Đức Phật dùng trùng tuyên diễn giảng giữa 4 đế phổ tập diệt đạo và 8 thánh đạo, khiến cho cả nhà đoạn trừ phiền não và 22 kết sử và đều chứng quả tu đại hoàng. Nhà vua đại thần trưởng giả cư sĩ cùng toàn thể dân chúng nước Tỳ Xá Ly đều suy nghĩ: Đức Phật đến nước này chỉ vì một gia đình Tài Minh Chăng? Do đó họ sinh tâm bực bội, liền dùng các phương tiện voi ngựa xe
hoặc đi bộ đến nhà tại Minh, đến nơi họ muốn xông thẳng vào nhà để gặp Thế Tôn. Lúc ấy dân chúng hô hào, âm thanh vang dội. Đức Phật biết rõ sự việc mà vẫn cố hỏi A Nan, bên ngoài vì sao ồn náo. A Nan thưa Phật: Bà Thế Tôn, vua Tỳ Xá Ly cùng đại thần trưởng giả và mọi người từ đệ đến già ở trong nước đều buồn lòng về Đức Thế Tôn đến nước này. Tại bên tỉnh Thế Tôn ở mãi nhà ông ta đến 16 ngày, ngoài ra chẳng ở nhà nào khác. Do đó họ buồn giận nên tập trung đến đây muốn gặp Thế Tôn. Phật bảo A Nan: Ông ra ngoài an ủi mọi người, chưa có buồn giận, muốn gặp Thế Tôn thì xin mời vào. A Nan vâng lệnh đi ra ngoài an ủi họ rồi mời tất cả vào nhà. Nhà vua đại thần cùng mọi người nghe lời Phật chỉ dạy, chú sạch tâm buồn giận như mưa lâu thấm ướt đất, liền gặp Phật. Nam vấp gieo xuống đất định đại dưới chân Phật là chúng nhiều vô số, nhà của trưởng giả không dung chứa hết, nên phải đứng bên ngoài vì lòng từ bi thương xót họ. Đức Phật hóa nhà tại Minh làm bằng lưu ly thông suốt trong ngoài để được nhìn thấy. Lúc ấy tại Minh sắp đặt giường tòa, trải đệm dệt bằng lông, đủ soạn đủ các món ăn. Ông lấy thủy tinh, lưu ly và các thứ báu vàng bạc dùng làm đồ dùng. Đại chúng ăn xong tại Minh thưa: Phật và các quý khách khách quý vất vả đến đây, con nguyện dâng cúng bữa cơm đạm bạc và các vật dụng giường tòa. Bây giờ đại chúng ai nấy đều kinh ngạc và cùng khen ngợi trưởng giả tài minh với danh tiếng thật không hổ danh, có phước tương xứng. Mở hội bố thí dân cúng Phật báu cùng cấp của báu trong nhà nhiều vô số kể. Bốn bộ đệ tử cùng đại chúng đều thắc mắc trong lòng, không biết trưởng giả tài minh đã có công đức gì mà thỉnh Phật cùng đại chúng để cúng dường đến 16 ngày, và còn dâng hiến cho vua quan dân chúng tất cả một nước đều được Phật báu và thức ăn ngon lành. Đó như là do phước đời trước hay là đức đời nay? Tôn giả A Nan biết được tâm thắc mắc của chúng hội, liền đứng dậy quỳ gối chắp tay bạch Phật. Bà Thế Tôn, trưởng giả tài minh đã gieo trồng đức gì, ở trong ruộng phước nào, gặp được bậc minh sư nào để thọ nhận lời giáo huấn mà ngày nay được phước báo như bóng theo hình, giàu có vô cùng, tâm sáng suốt, hành tâm tịnh như nước Cam Lộ. Xin nguyện Thế Tôn giảng thuyết về hàng người ấy để trừ sạch lòng nghi của hội chúng. Xin Đức Phật bảo A Nan và đại chúng, các ông hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ, nay ta sẽ giải trừ lòng nghi của các ông. Xưa kia có một thành tên là Ba La Nại, các thành này không xa có một ngọn núi tên là Tiên Cư. Ao nước rừng cây hoa quả trong núi ấy xanh tươi mát mẻ vô cùng. Gặp lúc có Phật thì Phật cùng các đệ tử ở trong đó, gặp thời không có Phật thì duyên giác ở trong núi đó, nếu không có duyên giác thì thần tiên ngoại đạo ở trong đó. Ban đầu không có ai ở nơi núi ấy gọi là Tiên Cư. Bây giờ có bậc duyên giác đang ở trong núi, sáng sớm thức dậy, đánh răng, rửa mặt, tắm rửa, mặc y ôm bát ra khỏi núi, đi khất thực, trên đường đi chưa đến xóm làng, vì duyên giác gặp phải trận mưa gió lớn. Cách đường không xa có vườn cây ăn trái của triều đình, trong vườn cây có người coi giữ. Bây giờ đạo sĩ trông thấy khói, liền đi đến vườn cây, nói với người chủ vườn rằng: Mình đi giữa đường gặp phải mưa gió, xin phép được vào nhà để xin lửa phong y. Người giữa vườn liền mời vào, lấy củi đốt lửa để ngoài phong y khô, thân thể ấm áp, mưa gió đã tạnh. Người liền đáp y muốn đi, thì người giữa vườn hỏi: Thưa đạo sĩ, người muốn đến đâu? Đáp: Tất cả chúng sinh đều nhờ cơm áo để nuôi thân mạng, ta ở nhà học đạo, ta đi khất thực để sinh sống. Nếu không được thức ăn thì thân thể suy yếu, các căn không định, không thể tư duy về đạo. Quan giữa vườn thương: Nhà con nghèo khó, ăn uống thô sơ đạm bạc, nếu ngài chịu thọ nhận thì xin ngài ở lại đây, chớ đi đâu nữa. Vị duyên giác đáp: Người học đạo xin ăn, không đấm trước vào hương sắc mùi vị, chỉ dùng để nuôi thân mạng mà thôi. Nếu tướng công đã hứa cúng dường thức ăn thì tôi xin ở lại. Lúc đó quan giữa vườn liền trở về nhà lấy thức ăn, đến nhà liền hỏi vợ: Cơm nước đã soạn xong chưa? Đáp: Đã xong rồi. Theo tục lệ trong nước của ông, mỗi khi dùng bữa người ta thường phân thức ăn riêng, dù là vợ chồng trong một nhà. Do vậy quan giữ vườn bảo vợ: Hãy đem phần ăn của ta đến đây. Hôm nay ta gặp một người khách quý, ta muốn đem thức ăn này cúng cho ông ta. Người vợ nói: Chàng là nam tử, làm việc cực nhọc, chịu đựng mưa nắng, nếu như chàng không ăn thì không thể làm việc. Tiếp là phận đàn bà ở nhà nhàn hạ, nó có thể đem phần ăn của tiếp đến cho người khách kia. Người con trai của ông ta lại nói: Cha mẹ tuổi đã già nên cứ ăn phần cơm của mình, còn phần cơm của con thì đem cho khách. Người con dâu nói: Cha mẹ và chồng con đã hứa cho khách phần cơm, con còn trẻ khỏe, chịu đựng được sự đói khát, sẽ lấy phần cơm của con đem cho khách dùng. Quan giữa vườn liền nói: Các ngươi đều có tâm tốt muốn bố thí, và chúng ta có thể sớt bớt phần cơm của từng người thì đủ để người khách dùng.
Sớt lấy phần cơm sau, ông ta lại nghĩ y phục của đạo sĩ kia đã bị rách. Do đó ông hỏi vợ, trong nhà có còn tấm y nào lành không? Đáp, trong nhà chỉ có một tấm y, phòng kia có khách để tiếp đón, nếu đem cúng dường thì không còn tấm y nào nữa. Ông ta liền nói, như đời trước chẳng chỉ bố thí nên đời nay chúng ta phải sống nghèo khổ, không sung sướng bằng người. Nếu đời nay không biết bố thí thì lúc nào mới thoát khỏi cảnh bần cùng hạ tiền để được giàu sang. Phải biết cơm áo tự nhiên có được là đều do phước bố thí đời trước. Bởi thế ngày nay tiếp tục bố thí không có dừng nghỉ. Hơn nữa ta cũng không dùng tấm y đó để tiếp đón khách nữa. Ông liền sửa sang y phục, đem cơm và tấm lụa tấm dạ ra. Cả nhà cùng đi đến chỗ đạo sĩ dâng cơm cúng dường. Đạo sĩ dùng xong xúc miệng rửa mặt rồi bắt sạch sẽ. Bốn người dân y cúng dường duyên giác. Nhờ y xong duyên giác không thuyết pháp giáo hóa mà hiện thần thông, làm cho mọi người ăn thua tỉnh thức, làm cho họ phát đạo tâm và dạy bảo quan giữa vườn. Nhờ việc cúng dường đạo sĩ với tâm kiên cường dũng mãnh nên ông có thể phát nguyện rộng lớn. Nói xong duyên giác phục lên không trung ngồi viết dạ để kinh hành hiện hình duyên giác khắp cả hư không, rồi đến hiện cái thứ thần thần biến. Trên thân xuất ra nước lửa, nước không dập tắt, lửa không vượt qua nước, là được các việc biến hóa như vậy xong, rồi nương theo hư không bay trở về núi Tiên Cư. Cả nhà quan giữa vườn đều hoan hỷ vui mừng, chắp tay làm lễ tha thiết cầu nguyện, lại sát xuống đất phát nguyện sâu rộng, hôm nay con đem phẩm vật bố thí đạo sĩ thần thánh, mong nhờ phước báo này mà được lìa ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, nguyện sinh ra chỗ nào thường được gặp nhau, trời người đều ưa an vui giàu có, đạo lực sáng suốt, được tiếp nhận vị cam lồ của bậc thánh minh sư, hoặc gặp bậc minh sư có thần đức thù thắng. Bây giờ Đức Phật bảo đại chúng, qua dị vườn thời ấy, tức là tài minh, vợ, dâu, con trai đều là những người này. Lúc ấy họ một lòng tôn kính cúng dường duyên giác, từ đó đến nay trải qua 91 kiếp họ không sinh vào ba đường ác, được phước báo lớn trong cõi trời và thế gian, gia đình đoàn tụ không hề lìa nhau. Từ đó họ phát tài nguyện được vị cam lồ, đó đã giải thoát, gặp được minh sư. Nhờ vậy cho nên hôm nay được gặp ta, thông hiểu tất cả và được pháp cam lồ vô hạn lượng, như gặp minh sư đời trước. Bây giờ đại chúng nghe Phật tuyên thuyết về công đức báo ứng đều rất hoan hỷ, ta vui vẻ, ý thanh tịnh, xin quy y tăng bằng Phật pháp thánh chúng, dứt trừ phiền não, hoặc tọa trì năm giới, hoặc xuất gia học đạo. Lúc ấy trong hội chúng có 4.000 người chứng đắc các quả vị đạo tích vãng lai bất hoàn vô trước. Vô số người phát tâm đại thừa, không còn có lui nữa. Bây giờ Thế Tôn ra khỏi nhà ông ta, tất cả đại chúng định lễ rồi lui ra. Phật cùng đại chúng đi đến tinh xá vườn cây của nài nữ. Nàng đã nghe Phật cùng đại chúng đi đến vườn cây của mình nên rất vui mừng, liền chuẩn bị xá giá, cùng với người hầu đi đến vườn cây để diện kiến Phật. Đến nơi, đi ra khỏi xe báu như mây nổi sấm, cô ta bước vội và bước vào vườn. Phục sức dung mạo của cô gái này đẹp đẽ lộng lẫy như chúa nữ ở cõi trời các loại. Chư thiên trong vườn đều quay lại nhìn. Đức Phật thấy sự việc như vậy, cho là ma sai đến phá hoại thành giới định tuệ, giải thoát tri kiến, nên liền dùng tiếng phạn âm bảo các sa môn. Cô gái chủ vườn cây này đi đến, không phải tự kiểm thúc tâm ý, cầm cung tinh tấn, cài sẵn mũi tên trí tuệ, mặc áo giáp thiền định, ngồi xe cấm giới chiến đấu với phiền não. Không phải xét kỹ sự lú dối của nữ nhân như mà một lớp vàng mỏng trên da như đùa nhàn trên kính sợi dây giấy, nhờ xương tủy nó liền với da thịt máu mủ, mắt chảy nước gàn, thân thể chảy mồ hôi không được lau sạch, lại suy nghĩ quán thân người nữ do ý mê hoặc sắc dục tạo nên, quán sát bộ xương do gân nối lại với nhau nhờ vào móng thịt được che đậy bởi y phục, được trang sức bởi lụa nà đủ màu, giống như người họa sĩ dùng bộ đất dơi dáng đắp lên tương thân hình người nữ rồi tô vẽ đủ màu sắc. Phải nên hết lòng suy nghĩ để trừ diệt tâm dâm dục. Người muốn học đạo đức tiên phải điều phục tâm ý, sau đó mới được an lạc. Nếu trước hết không biết điều phục tâm ý thì sau ăn năn không kịp, giống như bầy ngựa lâm trận phải mất mạng. Nguyện và ý trái nhau quyết chắc không được giải thoát. Cũng như người nhìn thấy sắc tâm bị mê hoặc, vô thường cho là thường, khổ nghĩ là vui, vô ngã chấp là ngã, bất tịnh tưởng là tịnh. Người có thể giác để hiểu rõ vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh nên thoát khỏi nạn sinh tử. Đức Phật dạy các đệ tử phải cùng nhau tọa trì, chắc tâm phụng hành. Nàng nữ thấy Phật cũng như mặt trời đã khỏi đám mây mù, hà quang chiếu soi, cô ta liền phát tâm thanh tịnh, nên bắt gieo sát đất, đành lễ dưới chân Phật rồi ngồi sang một bên. Đức Phật dạy cô ta, người nữ tâm ý buông lung hoặc đắm trước và năm dục lạc, người có thể chế ngự tâm,
quay đầu đến chỗ Phật thọ nhận diệu pháp. Các ông là nam tử, sao chẳng có bao bất phiền thọ nhận giáo pháp? Đây không phải là việc kỳ lạ. Người đời yếu ớt bị lưới trần phiền bao quanh, không nhận biết được pháp trọng yếu. Tất cả thế gian khổ không vô thường, không thể nương tựa. Mạnh khỏe bị bệnh dần dần yếu đi, già rồi mất hết nhan sắc, chết cướp đi mạng sống, nguy hiểm xâm chiếm sự an ổn. Muốn xử lý các hoạn nạn ấy, phải chuyên tinh tọa trì giáo pháp, siêng năng tu tập mới tránh khỏi khổ nạn ấy. Người nữ hay ganh ghét, thích làm điều ác, còn rất ưa chuộng việc ân ái. Phàm là người nữ thường không xa lìa hai sự việc này. Vì vậy người nữ phải siêng năng phụng hành theo giáo pháp mới có thể xa lìa sự ân ghét, biệt ly ân ái, không còn gặp phải sanh dạy bệnh chết, tức các khổ não đều diệt tận. Dâm nữ nghe Phật chỉ dạy những việc xấu xa ô uế của người nữ rồi, lòng rất hổ thẹn, người đứng dậy quỳ gối tiếp thay bạch Phật và Thế Tôn. Xin Thế Tôn thương xót, cùng với thánh chúng đi đến nhà con thọ thực. Đức Phật im lặng nhận lời. Đứa quái này được đảnh lễ rồi lui ra, cô tay về nhà sắm đủ 100 món ăn, thức ăn thơm ngon tinh khiết, gian lộng treo phướng sắp đặt giường tòa, đại nước hương cho bậc đất sông hương tung hoa, rồi đến chỗ quỳ gối thỉnh Phật. Và Thế Tôn đã đến giờ xin thỉnh Phật cùng đại chúng thương xót quan lâm. Đức Phật cùng đệ tử đắp y ôn bác đến nhà này nữ. Cô dùng hương hoa âm nhạc tỉnh Phật vào nhà. Phật cùng đại chúng theo thứ tự vào chỗ ngồi, rồi tự tay bưng nước dâng thức ăn, tọa thực xuất miệng xong, Đức Phật giảng dạy về phước báo của sự bố thí, được trời người hoan hỷ. Thứ bao đó chẳng bền lâu, khó tránh nguy hiểm, không thể nương tựa, chỉ có 4 thánh đế, 8 thánh đạo mới đạt được an lạc lớn, mà mãi không sầu lo, tâm luôn hoan hỷ, diệt trừ nghi ngờ, giải tỏa oán kết, đắc quả tu đà hoàn. Đại chúng thắc mắc không hiểu kiếp trước cô gái này tại công đức gì mà nay được sinh ra với thân thể đoan chánh xinh đẹp cùng với vườn cây. Biết được tâm nghi ngờ của đại chúng, tôn giả A Nan quỳ gối bạch Phật: Bạch Thế Tôn, đại chúng ngồi ở đây đều thắc mắc cô gái này trước đây gieo trồng công đức gì, ở ruộng phước nào mà nay được gặp Thế Tôn lãnh tọa giáo pháp vi diệu. Phật bảo A Nan: Đời quá khứ vào thời Phật Ca Diếp, tuổi thọ của con người đến 2 vạn tuổi, lúc việc làm đã hoàn tất, Phật sẽ bỏ thân mạng. Bây giờ có vua thiện cảnh xây tháp bảy báu, các mục dặm để cúng dường xá lợi, tất cả chúng sinh đốt đèn sông hương lỏng hoa đẹp đầy điện cúng dường buổi lễ. Một nhóm người nữ muốn cúng dường tháp, nếu cùng nhau quét dọn đất trên tháp, bây giờ có phân chó làm ô uế tháp. Có một người nữ dùng tay bóc phân bỏ đi, là có một người nữ tức cô ta dùng tay bóc phân chó liền cạt nhổ cười trên, tay ngươi cầm đồ dơ không ai có thể gần gũi. Cô gái kia mắng lại: Người xấu xa như ngươi mới cầm dâm vật, còn tay ta dùng nước rửa liền được sạch sẽ. Phật là bậc đạo sư của trời người, luôn tôn trọng tâm ý của muôn loài. Có gái dùng tay thu sạch bất tịnh, rồi liền rửa tay đi, nhảy quanh tháp cầu nguyện: Ngày nay con quyết dọn tháp, dọn dẹp các thứ ô uế, nguyện cho con đời sau được thu sạch mọi sự khổ nhọc, được thanh tịnh không dơ bẩn. Những người đợi quyết dọn tháp ấy nên chính là những người nữ đang ở trong hội này. Có gái quyết dọn tháp cầu nguyện thu sạch mọi sự khổ nhọc, được tiếp nhận vị khấn lồ để dùng tay bóc bỏ phân chó, đó chính là nàng nữ. Lúc ấy cô ta còn nguyện được sinh ra, được gặp, được thanh tịnh, có tiếp xúc với ô uế, gia phước báo này nên thì được hóa sinh, chứ không đương vào bào thai như giấy để sinh ra. Lúc ấy cô ta dùng một lời ác mắng người kia là dâm nữ, nên nay mang danh là dâm nữ. Đức Phật dẫn động sự báo ứng về thiện ác, trời người thế gian đều rất vui mừng. Chúng sinh trong 3 đường ác lại được ăn uống buồn đầu rất là. Bây giờ hồi chúng nghe lời Phật dạy đều quay về nương tựa Tam Bảo, Phật pháp thánh chúng, diệt trừ 3 nghiệp thân miệng ý, hành trì 10 điều thiện. Có một số người đều ở nơi 3 thừa phát tâm bồ đề, tất cả chúng sinh đều hoan hỷ, đi quanh Đức Phật 3 vòng rồi làm lễ lui ra. Bây giờ Đức Thế Tôn quay trở về tinh xá,